Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Ban Đối ngoại Trung ương, tối ngày 11 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã mời Tổng thống đắc cử Donald Trump thăm lại Việt Nam. Ông Trump vui vẻ nhận lời và mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm lại Mỹ vào thời gian thích hợp. Trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Trump đã đến Việt Nam hai lần. Lần đầu vào năm 2017, ông đến Đà Nẵng dự tuần lễ cấp cao các nhà lãnh đạo APEC, sau đó ra Hà Nội thăm cấp nhà nước Việt Nam. Chuyến đi đánh dấu ông là Tổng thống Mỹ duy nhất cho đến nay thăm Việt Nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Chuyến thăm lần thứ hai diễn ra vào năm 2019, khi ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cùng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội. Ông Trump, 78 tuổi, đắc cử Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó gửi điện chúc mừng ông, khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc được các thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng trong gần 3 thập kỷ qua, với sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng như nhiệm kỳ mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững. Vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội X vừa qua, bất cứ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào muốn giành được vị trí lãnh đạo đáng mơ ước tại Thượng viện Mỹ đều phải đồng ý với quy trình bổ nhiệm giữa hai kỳ họp, khi Đảng Cộng Hòa đã giành thế đa số tại Thượng viện và ông đang chuẩn bị đề cử các vị trí vào nội các mới của mình. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang ganh đua để trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện. Vị trí sẽ nắm quyền lực đáng kể khi Thượng viện khóa mới bắt đầu họp từ tháng 1 năm 2025. Theo Hiến pháp Mỹ, Thượng viện phải phê chuẩn đề cử của Tổng thống đối với các vị trí cấp cao như trong nội các và các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, điều khoản bổ nhiệm giữa hai kỳ họp cho phép Tổng thống nhanh chóng đưa người vào vị trí đang trống mà không cần Thượng viện phê chuẩn, nếu viện này đang trong thời gian không họp. Để tránh bị Nhà Trắng qua mặt, các thành viên Thượng viện thường áp dụng một số thủ thuật nghị viện, tổ chức các phiên họp mang tính hình thức khi thời gian giữa hai kỳ họp kéo dài. Phe Dân Chủ chiếm thế thiểu số tại Thượng viện từ đầu năm sau có thể vận dụng thủ thuật này để ngăn ông Trump bổ nhiệm thành viên nội các mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump, ba ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đều bày tỏ ủng hộ đề xuất này ở các mức độ khác nhau. Ông Rick Scott, Thượng nghị sĩ bang Florida tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ông Trump và cam kết đẩy nhanh quá trình phê chuẩn. Ông John Thune, Thượng nghị sĩ bang Nam Dakota, ủng hộ mọi phương án để đưa người được đề cử vào vị trí nhanh nhất có thể. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Texas, ông John Cornyn tuyên bố sẽ họp liên tục kể cả cuối tuần nếu Đảng Dân Chủ cố tình cản trở các đề cử nhân sự của ông Trump. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cũng yêu cầu dừng mọi đề cử tư pháp đang chờ xử lý, cho rằng không thể chấp nhận việc Đảng Dân Chủ cố gắng đưa thẩm phán của họ vào trong lúc Đảng Cộng Hòa đang tìm kiếm vị trí lãnh đạo. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Đảng Dân Chủ đã kiểm soát Thượng viện và thúc đẩy bổ nhiệm hàng trăm thẩm phán liên bang nhằm cân bằng với làn sóng thẩm phán bảo thủ mà ông Donald Trump đã bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cũng kêu gọi Thượng viện dừng phê chuẩn mọi đề cử thẩm phán từ nay đến lúc ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Theo giới phân tích, ông Donald Trump lên nắm quyền có thể sẽ xây dựng một chính quyền mới khác biệt so với chính quyền của Tổng thống Biden. Đội ngũ của ông cũng khẳng định chính quyền lần này sẽ có những thay đổi lớn và không giống với chính quyền đầu tiên của ông hồi năm 2016. Tổng thống đắc cử sẽ có 75 ngày để xây dựng đội ngũ trước khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Trump sẽ phải bổ nhiệm khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ. Trong đó, khoảng 1.200 vị trí cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Việc Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện sẽ giúp quá trình phê chuẩn này diễn ra thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, vào đêm chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Donald Trump tuyên bố rằng đã đến lúc đoàn kết và gạt bỏ những chia rẽ trong 4 năm qua lại phía sau. Nhưng chỉ 55 giờ sau đó, ông Trump một lần nữa cảnh báo sẽ điều tra những người khiến ông tức giận ngay khi lên nắm quyền. Liệu khi lên nắm quyền, ông Trump có thực hiện điều đó cùng những cảnh báo khác về việc truy tố những người đối đầu hay không? Câu trả lời hiện chưa rõ ràng. Theo các nhà phân tích chính trị, đôi khi ông Trump chỉ nổi giận đe dọa vậy mà không hành động, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Và ông đã dành phần lớn chiến dịch tranh cử tập trung vào việc đòi trả đũa tất cả những người mà ông tin rằng mình đã bị đối xử bất công.
Điều này khiến cả đồng minh và đối thủ của ông đều cảnh báo về một làn sóng đáp trả sau khi ông nhậm chức trở lại vào tháng 1 năm 2025. Phần lớn lực lượng lao động liên bang đang trong tình trạng căng thẳng và chuẩn bị tinh thần cho khả năng họ có thể bị sa thải khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Các viên chức tại Lầu Năm Góc cũng có thể sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra lòng trung thành. Đồng minh của ông Trump công khai ủng hộ việc sử dụng các sắc lệnh hành pháp và thay đổi quy định để thay thế hàng nghìn công chức, viên chức bằng các đồng minh bảo thủ. Văn phòng của ông Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu ông có thực hiện các tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình hay không. Nhưng một số cố vấn cho biết, không ai ngạc nhiên nếu ông làm vậy. Một người hiểu rõ suy nghĩ của Tổng thống đắc cử cho biết, ông Trump không tin vào sự tha thứ và bỏ qua. Ông là người hay đáp trả và ông đang sôi sục về những gì đã xảy ra với mình trong 4 năm qua. Danh sách những người hoặc tổ chức mà ông Trump xác định để điều tra trong chiến dịch tranh cử của mình rất dài và đa dạng. Tổng cộng có thống kê hơn 100 đối tượng như vậy. Ông Trump đã tuyên bố sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt thực sự để truy tố ông Biden và gia đình ông và nói rằng bà Harris nên bị truy tố vì những hành động của bà về chính sách biên giới. Thất bại của bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 khiến nội bộ Đảng Dân Chủ hỗn loạn, hiện đang dấy lên nhiều chỉ trích về việc ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại. Người Mỹ có nhiều ý kiến khác nhau. Bà Harris là một ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn với một chiến dịch được xây dựng sơ sài. Bà không tiết lộ lập trường chính sách của mình, e ngại rằng chúng quá cực đoan đối với hầu hết người dân Mỹ. Bà cũng chưa bao giờ thể hiện đúng con người thật của mình, luôn cố gắng tạo dựng một hình ảnh khác chính mình. Cách thức mà bà Harris đặt chân vào cuộc đua này cũng là một điều đáng nói. Từ năm 2022 đến năm 2024, rõ ràng Tổng thống Joe Biden đã gặp những khó khăn trong công việc điều hành đất nước. Giọt nước tràn ly là màn thể hiện thua kém của ông trong cuộc tranh luận với ông Donald Trump vào tháng 6 năm 2024. Khi quyết định thay ngựa giữa đường, Đảng Dân Chủ chỉ còn tầm 4 tháng để tìm một ứng cử viên khác. Họ đã chọn Phó Tổng thống Kamala Harris, mặc dù bà nhận được rất ít sự ủng hộ từ các đảng viên Đảng Dân Chủ. Một số người vẫn ủng hộ ông Biden và một vài ứng cử viên tiềm năng khác. Bà Harris có mặt trong cuộc đua này không phải vì cử tri lựa chọn bà mà vì Đảng Dân Chủ đã lựa chọn. Sau khi trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ để đối đầu với ông Donald Trump, hồ sơ năng lực của bà Harris ở ghế Phó Tổng thống lập tức rơi vào tầm ngắm. Các phương tiện truyền thông bắt đầu chĩa mũi dùi về phía bà Harris. Dù là phó tướng của ông Biden, bà Harris vẫn bị nhân viên của ông xa lánh. Họ không coi bà là người có thể thúc đẩy chương trình nghị sự của ông. Ngay từ đầu, chiến lược vận động tranh cử của bà Harris đã không đả động gì đến chương trình nghị sự chính sách để tránh sự soi mói của truyền thông và sự giám sát của cử tri. Nói đúng ra là dường như bà ấy không có chương trình nghị sự chính sách. Có lẽ vì việc trở thành ứng cử viên tổng thống là một điều hoàn toàn bất ngờ, khiến bà không có sự chuẩn bị trước. Bà Harris không cho cử tri thấy được quyết sách cụ thể để giải quyết các thách thức hiện tại của Mỹ nếu bà đắc cử. Bên cạnh đó, bà Harris đã tập trung quá nhiều vào việc công kích ông Trump. Có lẽ chính việc biến ông Trump trở thành tâm điểm trong các thông điệp tranh cử đã làm hỏng chiến dịch của bà. Bà Harris liên tục gọi tên ông trên các phương tiện truyền thông. Bà đã vô tình tạo ra đồng cảm của các cử tri đối với ông Trump, đặc biệt là sau hai mưu đồ ám sát nhằm vào ông. Cử tri đã chán ngán với các thông điệp chống lại ông Trump của bà, và những người ủng hộ ông Trump thì lại càng trở nên hăng hái hơn.